Cuối tuần ha, cho nên là mình cũng không làm livestream Nhưng mà ngược lại thì mình cũng làm một ít những cái video để hướng dẫn mọi người từng trước chút, từng chút. Một, để à, các bạn, những à, mình coi livestream hoài thì nó cũng chán đúng không? À, mình nên thay đổi bằng cách mà chúng ta coi những cái video để chúng ta gọi là à, học hỏi, kiến thức Để sau này, để cho cái việc giao dịch của chúng ta tốt hơn, được không? Và mình sẽ chia sẻ một cách rất là đơn giản, rất là bình dân Để các bạn có thể là, dù các bạn có phải là dân tài chính hay không, các bạn vẫn có thể hiểu được Đấy, tất nhiên vì cái chuyện mà học chuyên sâu vào, học kỹ hơn, học nhiều cái kiến thức được hệ thống hơn thì có, phải, có thể là các bạn phải uh, liên hệ với bên mình để chúng ta uh, tham gia vào những khóa học, được không? Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái đường gọi là uh, phổ biến nhất ở trên thế giới luôn Thì thường người ta hay gọi đường đó là đường MA hoặc là Moving Average Thì uh, cách sử dụng đường MA để giao dịch MA20 ha Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về MA20 thôi còn về cụ thể nhiều những đường MA khác thì nó nhiều lắm, nhưng mà chúng ta sẽ nói với nhau về về một cái đường thôi để chúng ta sẽ xác định được cái xu hướng của của một cổ phiếu được không? À, giống như bây giờ có một số bạn hỏi mình là anh ơi em có nên mua cổ phiếu này hay không? Hoặc là bạn ơi mình có nên mua cổ phiếu này hay không? Thì việc đầu tiên các bạn phải xác định là cái xu hướng của cổ phiếu nó còn tăng hay không chứ không phải là có mua hay không. Mà là nếu như nó vẫn đang ra một xu hướng tăng thì đó là một cổ phiếu chúng ta sẽ để ý còn nếu như nó không phải là trong một xu hướng tăng thì có thể là chúng ta sẽ à, tạm bỏ qua tại vì nếu như nó đang trong một xu hướng giảm mà chúng ta tham gia vào thì khác gì là chúng ta đang tự gọi là bào mòn cái tài khoản của chúng ta đúng không à, đối với những bạn mới các bạn chưa biết gì thì mình hướng dẫn các bạn từng bước một thứ nhất các bạn nhấn vào file này hoặc là một cái à, hoặc là công ty phần mềm phần mềm công ty chứng khoán của các bạn cũng được tùy mình hay sử dụng file này, thì mình hướng dẫn cho nó quen ha file VN. Rồi chúng ta nhấn vào bạn mới Uh, các bạn nhấn vào phần biểu đồ hoặc là kỹ thuật, cái nào cũng được hết. Đó, thì ở đây thì mình đã mở một cái biểu đồ sẵn. Thì uh, khi mà mọi người thêm vào một cái ví dụ như mình tắt hóa phát đi. thêm một cái biểu đồ này, biểu đồ kỹ thuật, đúng không? <laughs> Rồi. À uh, đường MA thì người ta hay gọi là đường trung bình giá thì nó 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 xác định trung bình của khoảng 20 phiên. À, và đường MA là đường thường người ta sử dụng để người ta xác định cái cái trend gọi là cái xu hướng ngắn hạn của một cổ phiếu được không thì việc của các bạn là gì à, để mình bật cái to này cái này lên ha rồi đầu sorry cái cái à, để đây đi rồi các bạn nhấn vào các chỉ báo này các bạn gọi chữ MA được không moving address rồi. Thì mặc định của nó là đường MA9. Thì MA9 thì nó còn ngắn hơn nữa nhưng mà uh, chuyện này thì từ từ mình sẽ chia sẻ. Mình nói với nhau về cái cái MA20 trước ha. Các bạn nhấn vào setting này, mình làm lại nhé. Các bạn nhấn vào setting này. Được không? Các bạn chọn 20. Thay uh, vì 29 ha. Thì bây giờ nó 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 đã đổi thành cái đường MA20 rồi này. Đúng không? Rồi, chúng ta sử dụng đường MA như thế nào? Thứ nhất chúng ta phải xác định xu hướng ví dụ như nhiều bạn hỏi mình là hòa phát bây giờ mua được hay không thì các bạn nhìn rất rất là đơn giản các bạn thấy này đây là lúc mà đường EMA bắt đầu chóc xuống này thì nó sẽ báo hiệu đây là một xu hướng đi xuống của một cổ phiếu đúng không mọi người coi kỹ này đây ví dụ như đây là lúc mà đường EMA bắt đầu chấp xuống này đúng không thì cổ phiếu bắt đầu đi xuống này nhưng khi EMA bắt đầu bẻ cong lên này mọi người thấy không thì nó báo hiệu là xu hướng tăng bắt đầu đúng không ạ? À? mọi người có thể coi bất kỳ ký, bất kỳ một cổ phiếu nào à, nó 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 luôn là như vậy tại vì đó là một cái xu hướng ngắn hạn mà ngắn hạn nó bắt đầu nó chuyển từ từ à, từ giảm sang tăng thì có thể là nó vẫn à, nó vẫn tiếp tục tăng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cả xu hướng dài hạn luôn chúng ta nói ví dụ tới công banh đi đây mọi người có thể thấy này dù tới công banh đây ví dụ như hơi cong xuống này nó bắt đầu giảm giá này và bắt đầu nó hơi bẻ cong lên lại này thì nó vẫn tăng này hiện tại cái đường MA20 của Techcombank nó vẫn hướng lên mọi người hình như không nó vẫn hướng lên cho nên là cái xu hướng tăng giá của nó vẫn còn nó chưa phải là gãy xu hướng còn khi nào mà nó hướng xuống nó cong nó chút xuống như vậy này hoặc là mọi người coi kỹ này đây đúng không đây đi nó chút hẳn xuống như dưới như vậy thì nếu như ở giai đoạn này giai đoạn mà nó bắt đầu nó 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 thay đổi như vậy mà chúng ta không bán thì có thể là 22 này chúng ta không bán thì chúng ta sẽ rơi vào khoảng 14. Đó thì mọi người hình dung ha, chúng ta sẽ lỗ rất là nhiều. Đúng không? Thậm chí là nó bắt đầu nó nó gãy ở đây này. Đúng không? Nó nó bắt đầu nó chúc lên này là nó tăng giá trong ngắn hạn này, mọi người thấy không? Từ dưới 22 lên 24 nhưng mà cái xu hướng lớn cái 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 cái, cái từ ngày này này là nó bắt đầu nó bị chỉnh rồi thì khi chúng ta thấy một cổ phiếu nó đang ở trong một cái trend giảm như vậy thì chúng ta có thể là bán ở những cái phiên mà đầu những phiên đầu tiên mà khi nó chóc xuống còn ví dụ như 24 chúng ta không bán thì có thể là chúng ta phải chịu khoảng 14 bốn ừ, mà 10 giá là khoảng 40% lỗ tương tự như vậy thì khi mà một cổ phiếu đang đang đao trend này đang giảm giá này đó là từ những cái phiên mà nó bắt đầu nó chóc xuống này đúng không thì chúng ta bán ra những cái phiên này bán ra 26 chúng ta không bán thì À, phải 20 chúng ta mới bán được hoặc là chúng ta phải cắt lỗ ở đâu đó trong một giai đoạn này mọi người không này dù trong những giai đoạn này có những lúc mà cổ phiếu tăng giá nhưng cái trend của nó vẫn là trend giảm đúng mà thì nó vẫn sẽ giảm đó cho nên chúng ta chỉ tham gia cổ phiếu khi nó bắt đầu nó bước vào cái trend tăng có nghĩa là từ cái pha giảm nó bắt đầu nó ngóc lên đó đoạn này nó vẫn hơi ngóc xuống này thì có thể là chúng ta sẽ bán ở đây và chúng ta sẽ mua lại ở đây mua lại bán bán đi cũng được mọi người không phải là vấn đề tại vì khi mà khi mà nó 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 bắt đầu nó đau ra như vậy nè chúng ta không biết là nó gãy xuống dưới này hay là nó sẽ điều chỉnh ngắn hạn cho nên là việc chúng ta thì chúng ta bán ra chúng ta ngồi đợi khi nào mà nó 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 ngóc lên thì chúng ta mua lại đúng không chúng ta mua lại những phiên này phiên này cũng được mà nó vẫn ăn từ dưới này lên đúng không cho nên về một cơ về cơ bản của một cổ phiếu à, hoặc là cả một thị trường thì nếu như nó vẫn đang hướng lên đây ví dụ như cổ phiếu đang hướng lên này đúng không nó hơi chỉnh một tí nhưng mà sau đó nó vẫn tiếp tục hướng lên này thì chúng ta cứ cầm đó cho nên là trend của Techcombank nếu như chúng ta biết về đường MA20 thì từ từ đây à, từ đây nè từ khoảng giá 19 đến bây giờ nó vẫn chưa gãy trend chưa gãy một giai đoạn hết chỉ có hơi gãy ở đây một tí này xong rồi chúng ta có thể mua lại ở đây đúng không thì rõ ràng nếu như chúng ta biết về câu chuyện này thì chúng ta sẽ cầm từ 19 tới tới 57 chứ không phải là chúng ta sẽ bán trong cái giai đoạn này có thể là nó điều chỉnh này nhưng mà cái trend tăng của nó chưa giảm Mọi người hiểu ý không? Chúng ta có thể xem một số cổ phiếu khác ha. Ví dụ như là SSI đi. <laughs> đây, đúng không? Từ lúc mà nó bắt đầu ngóc lên này Đó, đi lên. Hơi điều chỉnh một tí. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục ngóc lên thì chúng ta mua lại ở đây. Chúng ta có thể bán ở đây và mua lại ở đây. Đúng không? Thấy hơi ngóc tí, bỏ chạy. <laughs> ngóc lên này chúng ta sẽ bắt đầu mua lại ở đây. Đúng không? Lên tới đây, bắt đầu cổ phiếu cổ phiếu hướng xuống thì chúng ta bán ở những phiên này. Kệ, bán ra bán lỗ ở đây xong rồi mua lại giá cao hơn cũng được không phải vấn đề nhưng mà chúng ta sẽ tránh được cái đợt gãy như vậy đúng không thì tương tự như vậy này nó vẫn đang trong một cái trend tăng của nó này đó và bây giờ nó 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 đang ngóc nghé giảm này nhưng mà bây giờ nó bắt đầu quay lại cái trend tăng này này thì có thể là đây là một cổ phiếu chúng ta sẽ để trong một thời gian tới đúng không đó thì chúng ta chỉ nên tham gia cổ phiếu khi đường MA 20 hướng lên chúng ta hãy hãy xem VN Index này đúng không? đây à, giai đoạn đi lên này là đường EM luôn luôn hướng lên đúng không? chúng ta sẽ mua ở giai đoạn này vấn đề gì đâu không nhất thiết chúng ta phải mua dưới này chúng ta mua lúc mà cái đường EM bắt đầu ngóng lên thì chúng ta mua ở đây và nó trên tăng tăng liên tục từ đây tới đây và chúng ta chưa chưa bao giờ chúng ta phải bán kể cả những cái phiên điều chỉnh như vậy đúng không? khi nào mà nó gãy như vậy này thì chúng ta sẽ bán ở phiên này được không? và sau đấy nó bắt đầu nó hướng lên trở lại thì không cần phải tham gia ở đây đâu Tại vì thực ra giá ở đây và giá ở đây đâu khác gì, gì, mấy đâu mọi người Chúng ta sẽ tham gia vào lúc khi cái đường MA20 bắt đầu hướng lên là có thể là những cái phiên này Đây, chúng ta sẽ tham gia vào những phiên này và chúng ta giữ thì đến tận đây đúng không? Nhưng mà khi nó bắt đầu chắp xuống này thì rõ ràng đây là đang trong một cái xu hướng điều chỉnh của nó thì nó giống như cái giai đoạn này Đúng không? Cho nên là chúng ta vẫn có thể, ví dụ như chúng ta đang đứng ở ngoài thì kệ, đứng ở ngoài đi Khi nào mà nó bắt đầu nó ngóc lên như vậy thì chúng ta tham gia sau, chúng ta có thể là không tham gia giá 1270 nhưng khi nào nó ngóc lên thì lúc đấy giá nó lên tới đây một ba ba mươi cũng được. Nhưng mà chúng ta tham gia trong một cái uptrend đó là một cái trend tăng thì nó sẽ nó nó, nó sẽ ok hơn. Được không ạ? À? Thì à, về cơ bản thì chúng ta có những cái kiến thức à, đầu tiên thì mọi người mình hướng dẫn để mọi người xác định là một cổ phiếu nó đang ở trong cái một trend tăng hay trend giảm, đúng không? Hãng IH này. Đây, trend tăng của nó vẫn ngút ngàn này, cho nên là dù nó có điều chỉnh, đúng không? dù nó có điều chỉnh xuống đây nhưng mà trên tăng còn nó vẫn hút ngàn cho nên là nó vẫn sẽ tăng thôi đúng không hdg này đây những cái phiên nó bắt đầu bẻ như vậy này thì mình có báo một số bạn là mua rồi đúng không nhưng mà các bạn chưa các bạn không mua đấy thì thì mình cũng không biết nó sao hết đúng không à, nếu như bạn nào mà mà chưa tham gia vào những cái group của money studio thì các bạn coi dưới phần thông tin nhé nó có group zalo của money studio đấy rồi à, như vậy thôi ha thì rồi, như vậy thì các bạn hỏi là như vậy thì có có cách nào để xác định cái điểm bán nó nó ok hơn hay không? Thì uh, các bạn thể xác định một điểm bán bằng cách đó là khi cái giá này khi giá giá này mọi người thấy đây là những cái đường giá này cắt qua đường MA20 thì bán. Đây, thực ra thì đây là kiến thức ở trong uh, Bullish Band nhưng mà thôi kệ, không sao đâu. Các bạn sử dụng uh, cho đường MA cũng được. Đây, ví dụ như này, khi giá bắt đầu cắt qua đường giá này À, khi khi cái giá nó bắt đầu cắt qua đường MA 20 đúng không thì có thể bán đó đây tại vì sao khi nó cắt qua rồi này à, mọi người hình dung này, này đường MA nó sẽ đóng vai trò là hỗ trợ của một cổ phiếu cho nên là mọi người thấy này khi mà cổ phiếu này rớt xuống gặp đường MA 20 này nó sẽ bật lên tại vì nó được hỗ trợ đúng không đây động MA 20 đoạt lên này nhưng khi mà nó đứt hỗ trợ thì hỗ trợ nó sẽ chuyển thành kháng cự Chúng ta hãy nói ví dụ như đây này. Khi mà nó đứt hỗ trợ này, cắt qua hỗ trợ này thì hỗ trợ nó sẽ thành kháng cự. Thì nếu như ở trên đầu chúng ta luôn có một cái cái bức tường hoặc là rất là nhiều đá đè nặng lên đầu thì rất là khó để chúng ta đi lên đúng không? Đây, ví dụ như là uh, HDG này, lên này, đụng MA20 lại gãy xuống. Đúng không? Đụng MA20 lại bật xuống cho đến khi nó vượt lên trên này thì chúng ta có thể bắt đầu tham gia. Đó, cái đường giá này, uh, cái, cái 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 giá cổ phiếu bắt đầu nằm ở trên thì có thể là nó sẽ bắt đầu vào một cái xuống tăng. Đúng không? Đây Mọi người thấy không? Ví dụ như chúng ta sẽ mua ở đâu à? Đây Ví dụ như là đây khi bắt đầu à, Giá bắt đầu hướng lên Cắt lên MA20 này thì có, Chúng ta có thể tham gia nhận phiên này Tóm lại Thì nếu như giá cổ phiếu nằm ở trên MA20 Hoặc là cắt lên Và cái đường MA20 cong lên Thì đó là cổ phiếu chúng ta có thể tham gia trong những ngắn hạn Được không? Và khi mà cái xu hướng tăng nó kéo dài Thì nó sẽ ảnh hưởng tới xu hướng dài hạn luôn Cho nên là chúng ta cứ coi ngắn hạn trước rồi tính tiếp Rồi thì tạm thời thì thì các bạn chỉ cần hình dung như vậy thôi cho nên một số bạn ví dụ hỏi mình là HBC có mua được không đúng không thì hiện tại cái trend nó vẫn là trend giảm thì chúng ta không có lý do để chúng ta mua hết này mọi người thấy này ví dụ đây là một cái trend giảm thì dù cổ phiếu này giá cổ phiếu nó có tăng T1, T2, T3 thì vẫn khi nó đụng MA20 nó vẫn sẽ bật xuống cho nên là khi chúng ta giá ở đây nè nó đụng MA20 rồi nó cũng sẽ hướng xuống chúng ta chỉ tham gia khi khi đây khi giá cắt lên đường MA20 và cái 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 đường MA20 bắt đầu hướng lên. Được không? Bắt đầu hướng lên này thì chắc có thể tham gia những phiên này, phiên này. Có sự vấn đề gì đâu tại sao chúng ta phải tham gia phiên này? Tại vì lỡ nó đụng cái này nó gãy xuống tiếp thì sao? Đúng không? Đây. Đây, đụng cái này là gãy xuống tiếp này. Đó, thì chúng ta mua ở đâu đâu đó quanh đây giá 10 thì chúng ta về giá 7, giá 8 thì có phải là mất 20% không? Cho nên là uh, an toàn là bạn đúng không? Tai nạn là thù. Thì uh, hy vọng là mọi người có thể là cân nhắc. Đây, ví dụ như đường lúc này này cắt xuống MA20 này, đúng không? Cái đường giá bắt đầu cắt, cái giá cổ phiếu bắt đầu cắt xuống đường MA20 này thì nó có thể là báo hiệu cái xu hướng downtrend. Đúng không? Thì nếu như các bạn đã biết kiến thức này thì các bạn phải bán ở phiên này hoặc thậm chí bán ở phiên này. Chứ không phải là đợi những giai đoạn này. Có thể là giai đoạn này chúng ta mua vào này, đúng không? Mua ở đây này, nhưng mà nó bắt đầu nó cắt qua đường giá chúng ta phải bán ra. Đúng không? Hoặc là chúng ta thấy đường MA bắt đầu hướng xuống thì chúng ta có thể là cân nhắc chúng ta bán đây dần rồi. Rồi, hy vọng là sau cái video này thì sau này chúng ta có thể là xử lý cổ phiếu ở giai đoạn này chứ không phải là để cổ phiếu ở xuống tới giai đoạn này đúng không ví dụ như DSG này đây mọi người có thể thấy này dù nó có bật lên trở lại này nhưng mà nó đang nằm dưới đường MA và đường MA vẫn đang lúc này là nó đang hướng lên một tí này nhưng mà giá nó chưa cắt lên thì chưa có lý do để chúng ta mua đúng không và sau đó nó hướng xuống này thì cái trend của nó nó sẽ luôn là đi xuống còn khi nào mà cái đường MA nó bắt đầu ngóc lên đây Ví dụ như là ở đây đi Nè, đang đang xuống xuống này, đang xuống, xuống xuống này, đúng không? Thì khi nào nó bắt đầu ngóc lên Thì chúng ta tham gia vào những cái giai đoạn mà giá nằm ở trên đường em ấy Và cắt lên, đúng không? Như vậy thì rõ ràng chúng ta có thể là tham gia trẻ hơn Người ta mua giá 8, giá 9 kệ Chúng ta mua giá 10 Nhưng mà chúng ta ăn tới, tới, đâu à? Chúng ta ăn tới 25 thì chúng ta quan tâm gì giá 8 với 9 à? Tại vì nếu như nó 8 nó 9 thì mọi người có chắc là nó không về không về 4 5 6 hay không? Đây, đúng không? đó nó nằm ở dưới đường MA20 này là không tham gia, khi nó cắt lên này. Đó, thì chúng ta tham gia. Cho nên là nếu như mọi người áp dụng đường MA20 và giao dịch thì rõ ràng đây không phải là những cổ phiếu để chúng ta tham gia trong thời gian tới, đúng không ạ? Khi nào mà nó bắt đầu nó xuất hiện úp trang thì chúng ta tham gia sau. Được không? Chúng ta mua cao hơn một tí nhưng mà nó an toàn cho tài khoản của chúng ta. Rồi, thì tạm thời mình sẽ hướng dẫn đến đây thôi. À. Còn uh, hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại trong những video khác uh, Tất nhiên là để gặp lại trong những video khác thì uh, các bạn nhớ like, uh, subscribe kênh Bấm vào chuông và có thể là share những cái video này cho bạn bè của mình uh, tham khảo Hoặc là uh, nói chung là nhiều subscribe hơn, nhiều like hơn Thì tất nhiên là mình sẽ có động lực mình làm nhiều video khác rồi đúng không ạ à? à, Một cái like thì nó không mất của các bạn quá nhiều thời gian đâu, một giây thôi Nhưng mà cái video này thì mình làm mình cũng mất rất là nhiều thời gian đúng không và rất nhiều kinh nghiệm à, đầu tư của mình và mình hy vọng là video của mình nó dễ hiểu hơn rất, rất nhiều video ở trên thị trường và các bạn có thể là ứng dụng cho cái việc đầu tư của các bạn đúng không rồi cảm ơn các bạn rất nhiều mình là ưng đen à. và à, nếu như được ha nếu như các bạn có thời gian hoặc là nếu như các bạn không muốn à, có muốn biết thêm nhiều công cụ kỹ thuật khác chuyên sâu hơn nhiều hơn và giao dịch hiệu quả hơn thì các bạn có thể là à, tìm hiểu để đăng ký khoa học của Money studio qua số điện thoại của các bạn à tư vấn viên ở bên dưới à, hoặc là có form đăng ký ở bên dưới nhé. Cảm ơn, cảm ơn. À, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo hoặc là nếu như các bạn muốn biết về những cái thông tin gì, những cái khái niệm gì, những cái kiến thức gì, các bạn có thể comment ở bên dưới. À, và cũng có thể comment ở bên dưới những cái à, nếu như các bạn cảm thấy video này hay để mình để mình biết nhé, mình đọc từng comment một đấy. Rồi, cảm ơn các bạn.